bành. Wow, bán lại khỏi đầu này, thứ nhất. Nhất luôn, không nói nhiều. Dỗi. Anh đổi tên này ác khác vậy, anh đổi tên đấy. Đổi tên để cho các bạn vào trong game đỡ nhận ra các bạn ạ. Phải chơi quý tộc hộ vệ anh ạ. Thêm Raven nữa khỏe lắm. Thì quý tộc chỉ còn thiếu một con để làm đam thôi mà. Thì con đam đấy là con Raven đó. À, cái mặt hoa hồng vào mà không có đồ đâu. Tất cả đều không có đồ luôn à? Không ai đồ luôn. Mình có hiệp sĩ và quý tộc. Hiệp sĩ bản này giảm đam hay phết. Giảm 55 sát thương nhận vào từ mọi nguồn. Khá ổn. Tức là giảm cả sát thương phép. Chẳng hạn như cá thớt giật 500 đam thì các bạn được giảm 50. Cố gắng có clip YouTube. Hợp lý. Được. Ở Ninh Bình mưa bão vẫn có mà xem livestream anh. Hợp lý. Hôm nay mưa bão anh em ở nhà xem livestream mình là tươi luôn đấy. Đỡ phải ra đường mưa gió. Tầm này người yêu gọi thì cũng ở nhà đi các bạn. Nhà xem stream anh mạnh. Ôi sao, ôi trời ơi, rồi ơi. Gì đây? Cùng đau cú sâu ạ, nhìn đồ không liên quan lắm. Không đau nha đen là không có quý stop đâu nha. À, các bạn cũng nhiều đồ quá. Mấy cái đồ ở nhà mình là nó đầu game nó không được gọi là sáng suốt cho lắm, lắp vào nó hơi vẫn hơi lủng. Bam. Đấy, tất là có quý sắt tộc này. Vứt vào nó còn nhìn được tạm tạm ra cái trò ấy, ra cái màu của một cái đội hình ấy. Người ta lúc đầu thì các bạn cứ phang thẳng đồ luôn. Có đồ các bạn cứ phang thẳng luôn, bắn cho nó khét. Cho nó cầm bắn cho nó sướng. Không cần phải tiếc các bạn ạ. Snowball ở ban đầu á, kỹ giữ được máu ấy, là giữ được win streak ấy là các bạn giàu hơn người ta là người các bạn. Dễ ăn hơn. Bên nó cân được không? Mình nghĩ là cân được. Tay đôi con Varus này, cái bắn này mà không chết là mình thắng. Thắng rồi. Mẹ Lulu đi, có thêm tập lùn đây nữa. Thì đấy, người ủng hộ gì nghe tinh 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 đấy. Cảm ơn Bình Phạm sẽ là người ủng hộ nha, cảm ơn em, thank you. Tươi quá em ơi. Vên vẫn cân được. Vên là búp bí tộc, nó cân hết. Bản này Vên được tăng thêm tốc độ đánh khởi điểm nhá các bạn. Nó chỉ thiếu đam thôi, thiếu đam vật lý thôi. Có cái BF là nó lại bù được đam rồi.
toàn stream lúc mình đi làm thôi. Build rồi cho Ben yếu lại, em toàn build cho Lucian thôi. Không sai, mọi người khởi đầu là chúng ta thấy có cái gì cần ghép thì chúng ta ghép thôi. Anh cũng biết là Ben nó yếu, nhưng mà cái khởi đầu mà, đây là cái early game thôi mà, không sao cả em ạ. Chúng ta làm gì để chúng ta cảm thấy đỡ bĩnh là được rồi. Tuần này là tuần 2.3, đi chợ. Đi chợ về thì mình sẽ cố gắng kiếm được một cái món gì đấy, xong mình sẽ roll. Chào Phạm Quân nha. Khi nào chơi Việt Nam cập nhật bản 9.16 anh Mạnh ơi? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Chắc còn lâu em ạ. Chắc phải 2 tuần nữa. Lucian 1 hay 2 đấy. 1, ok. Thở được, con Garen mình 2 rồi, đẹp trai lắm. Ui, con Lucian nó lướt, nó né, là cái choáng con Fiora ảo thật. Con Fiora bản này chém mượt lắm ấy nhá. Vòng giữ chơi thắng ngay từ đầu ấy. Chúc anh top 8, anh cảm ơn Nhân Võ nha. Em chúc là đúng rồi, bởi vì anh không thể được top 8 rồi, may ra em chúc thì may ra anh mới được. Bây giờ em làm món gì đấy? Anh bắt cho anh bắt gì được không? Trời ơi, ba lớp ngon quá, mất rồi. Thứ ra mình có thể lấy con thế mình có thể lấy con Fiora rẻ tiền này cũng được. Mình lên được Fiora 2 đây, chẳng vấn đề gì cả. Ông ngoài đã mẹ đã rớt kiếm giảm cốc vua mốc rồi. Chết rồi. Fiora 2 à? Hay lấy cái này, lấy kiếm súng Aztec. Thôi lấy Fiora 2 đi, 1 đồng với 2 đồng tranh nhau gì. Về ra thêm Fiora luôn này. Modder ngon. Tên này lên level có thêm Cannon và bù đam này. Lên level không? 2 phát cho Cannon và bù đam nhá. Nhớ thiếu đam Cannon là bù á. Tên này mình thua thì mình bán nó Fiora đi thôi. Darius ở dưới cho nó hút kéo. Anh cơm nước cho anh chưa? Mình chưa ăn gì cả, sáng chưa ăn luôn. Tí mình phải kiếm một cái đại bác nữa, nhiều lùn lắm. Bên bắn lùn là chịu luôn đấy. Bản này lùn né 30% mà. Không có mấy cái cung gỗ bây giờ các bạn không chơi được đâu. Ok. Cứ giữ chỗ thắng đi đã. Khi nào gặp thằng Chubby Bunny thì tính, thằng này nó khỏe quá. Thằng này nó đội hình nó quá khỏe, nó có cái vụ, nó có cái giáp máu vua mốc trên người con kia to. Ôi mình ván này rồi, ôi để về một lối này là phải cân nhắc ấy. Rồi nó Lucian rồi, bên ba rồi, ông ngoài cướp bên mình rồi. À thì nó mình cho model cho cái này gửi được, cho cái này bị kéo được, hoặc cho mình bỏ cái này mình thay bằng Lucian luôn được đấy. Cái này nó hay ở những lúc như này này, team bị thiếu đam phép thì nó bù đam phép, chẳng hạn như mấy thằng bị tộc ấy các bạn, mà đam của kiểu như là ven hay là gì đấy không xuyên qua được ấy thì chúng ta giấy lấy đam phép. Chán quá anh ơi, em lại có chuyện gì buồn nào kể anh em nào. Mẹ vừa vào livestream anh đã chán quá anh ơi, rồi chết rồi. Nhìn anh vui như này em lại chán là chết. Bán này thôi. Ô, Chubby Bunny thua rồi đấy. Khó thua này, mà cũng thua à? Ờ chắc mình sẽ còn kiếm một cái bùa đỏ á, kiếm một cái bùa đỏ lắp cho con nạm được, lắp cho con Vayne, lắp cho Lucian, lắp cho con nạm được. Lần đầu coi stream anh Mạnh, chưa giờ toàn xem trên kênh YouTube. Hello Nguyễn Thiện Toàn nha. Thế thì nhớ vào ủng hộ kênh livestream anh nhiều nha. Ra cái đai máu thì mình cũng sẽ không ghép. Thế là cùng.
tuần này mình lên level 2 phát. Yeah, thank you vợ. Mình vừa bán này xong bây giờ nó lại về. Đấy, để về một lố là như thế đấy các bạn ạ. Tuần này thì mình có thể nâng level cũng được, mất 3 lần là 12 đồng. Vứt thêm con cheat vào để kích cái hiệu ứng cho con này cũng được. Chủ yếu là các bạn biết là cái tuần lên level này nó không ý nghĩa gì nhiều đâu. Nó là như thế này này, cái tuần này mình lên level là để lấy cái tỷ lệ ra con kêu thôi. Rồi bởi vì level 6 có tỷ lệ ra con kêu rồi nên mình đang lấy cái tỷ lệ ra con kêu thôi. Mời anh em ăn sáng nhá, bây giờ mình mới ăn, vợ vừa chuẩn bị cho bát cơm. Anh em nào đói thông cảm, trời mưa ở nhà đây. Rồi cái là chết mạnh rồi. Thua rồi. Người khỏe. Tên này nó bút phí tập cho con bên thì mới thắng được. Bút phí tập cho con chết thua rồi. Lá mình bút được lấy đồ con tiêu ra thắng rồi. Bạn này mình có đồ nữa. Ôi, rõ rít vãi đái. Hay cho Grand một bù đan nhỉ. Xóm ăn sáng muộn ấy. Hello Hoàng Linh nhỉ, hôm nay ăn sáng muộn ở nhà ngủ. Nó bóc. Thắng không? Thắng rồi. Hãy lấy cảm thấy bổ. Biết nhau ngay. Ý bảo. Here comes the boom. Mình roll cái nữa bây giờ vớ vẩn ra nó kêu luôn ấy. Thật với các bạn mình không nói đùa đâu. Mình roll cái nữa vớ vẩn ra nó kêu luôn. Đó linh cảm thôi. Ừ ha, thay con Lucian bằng bên 2 đi, tại sao anh mạnh ngu thế nhở, thắng hoàng nhở. Anh mạnh ngu quá, thắng hoàng ạ. Đúng, phải thay con Lucian bằng con bên 2 mới đúng nhé. Ôi xong rồi, thế này thua rồi. Con bên chết rồi, kiểu đam rồi. Anh mạnh ngu quá. Năm quý tộc nó cũng như ba. Ủa to á. Ông mày thằng mối sợ lên tuổi. Mình thừa thì ở nhỉ. À mình thừa khám phép à. Thừa khám phép à. Phải chốc được, mình lấy hôm nay chốc rồi. Tí nữa lắp vào tìm quy tắc thủng khách. Ngon, nhưng mà thiếu thịt vợ ơi. Từ đã, chồng ăn nốt mấy miếng á. Làm rom nhỉ, lắp tạm với hộ vệ vào cũng được. Rồi làm rom lắp tạm với hộ vệ vào cũng tươi rồi. Đỡ, đỡ yếu. Hay bây giờ lắp luôn nỏ xét này. Để khám phép có người phi ra tác dụng gì đâu. Lắp mẹ nỏ xét luôn đi. Biết đâu lại ngon. Có ít nữa cũng được. Thịt chả được. Ăn thang, ăn thang.
Búp bên một lúc nào yếu mà bị thiếu đam mà. Không vô cực vô cùng là yếu hay. Bắn lùn không trúng máu rồi. Con trai chờ kêu ơi, chờ kêu bọn này không có đam cây vào mình. Không có tiết kiệm máu con này thôi. Anh ơi kinh rệt bỏ qua đi. Bỏ qua kinh rệt đi, không lấy công thủ à. Mọi người thích con này không? À, Brom ngon hơn kinh rệt. Xoài kéo lại được. Trong bếp kéo ấy. Phí nhưng mà cái điểm lợi sau khi lên tơn này là tơn sau mình đã có tỷ lệ roll ra con mình đã có tỷ lệ roll ra con kêu cao hơn rồi. Dỡ biết tao rồi. Mình vừa lên level mà ta xong kêu ra và khỏe. Nếu bây mình cho lại chốc với con tên là mình có 3 kiếm khách. Chưa làm được sạch hết. Nên mấy cấp 2 tốt. Cung gỗ ngon. Rồi cung gỗ ngon. Rồi chốc vậy. Mình sẽ xếp như thế này. Để chốc cho vào. Bỏ kim rạch ra. Mình tay cho nó. Ôi thằng này nó sẽ copy vào góc để kéo tránh blitz cho anh kéo đây. Mình copy được im rồi cuối game. Ôi thằng này ven nhiều đồ quá. À ven to quá. Mình thua ven này. Mà con này vũ khí tập luôn. Mic bé à? Alo? Alo? Mic được chưa? Tại mình đang nói nhỏ ấy. Solution vào lấy red hay gì? Đây bắn kinh rồi. Đội hình đẹp phết rồi đấy. Bây giờ chờ kêu nữa thôi. Đây đội hình này thở thoải mái. Đây đội hình nằm thở chờ kêu. Thế mình đủ quý tộc rồi mình bắt thêm con cá thớt nữa, mình cho modder vào. Các bạn cứ đừng hỏi con kinh rệt nữa nhá. Mình không mua ở đâu. Mình chờ kêu rồi. Mình có thể bán luôn con bom để mua hộ vệ. Mình chơi kiếm khách lấy đam. Team này rất là nhiều thủ rồi, mình sẽ lấy chơi kiếm khách lấy đam. Nhưng mà tại sao mình lại lấy con này chứ không phải là con Raven? Là vì nếu như mình lấy con này thì mình kích được thêm hop xạ thủ cho con Lucian nữa. Con Lucian nó sẽ bắn lan, như thế kinh hơn. Bán mẹ anh Brom đi, hòa tiền.
giảm hồi máu bọn nó khỏe rồi. Mình cần một cái cung gỗ nữa thôi. Con Vên. Tốt rồi, thắng rồi. Con Leona khỏe quá, Leona là búp bê tông. Quá khỏe. Hello mọi người. Ủa, mút chỉ không có bên. Ui. Dano Lucian. Tôn phong lên level luôn. Tôn phong mình lên level. Mình rớt level kiếm kêu. Rush level để kiếm con kêu ấy. Ủa ôi. 4 cung thủ, 2 băng, 2 con ác quỷ vừa vào chết một con. 2 con ma chứ đúng không? 2 con ma chứ nhầm. Nhiều lắm quá. Luna khá khỏe. Rồi đóng băng mình chết rồi. Thôi được, thế được rồi. Mất ít máu à. Với xin mắc cơm với. Thế cháu của chúng ta. Đây là gì? Bếp của mình à? Ôi, lốc là xui đẹp thế. Nó là cái CC hoàn hảo nhất mẹ cái trò chơi rồi. Lốc còn có đan. Quá đẹp. Bây giờ nếu như không ra kêu nữa là bởi vì mình nhân phẩm nhá các bạn. Đây là nếu như không ra kêu là bởi vì mình nhân phẩm. Chứ còn mình lên level 8 rồi thì để ra kêu rất là cao rồi. Ta kêu đó là bởi vì nhân phẩm mình quá nhỏ nha. Phở ơi. Thành quả tôm ngon thế. Xem ra gì nhỉ? Hy vọng ra là một cái cung gỗ. Thật ra mình cũng không gặp cái team góp đồ nữa. Đây. Vẫn có. Đây mình không gặp. Cung gỗ đi. Ôi. Kiểu số bách tách. Kêu mình chán thế. Mà có chết còn quay đây. Mẹ này quay lại. À, còn đứng lại lốc được cái đẹp rồi.
À thằng này lấy kêu của mình này. Cài vãi nồi, lấy kêu của mình. Cướp con kêu xong rồi nó chết chứ. À là thắng mình rồi, nhờ con kêu. Thế đó, thế tốt. Ít nhất là con kêu của nó lấy về nó còn có tác dụng. Con bên cùng đau luôn đi anh, thế thì nó bắn không chết được con kia sao em? Thì bắn chết không chết được lùn thì sao, rồi ai khóc? Giờ chuyển cho 6 kiếm khách vớ vẩn tươi. Let's do this. Này 5 mà thiếu con xe nữa là 6 à. Này con Yasuo được cân hết. À nhưng mà tôi bị red rồi, red buff rồi. Không hút được máu rồi. Chưa thua luôn. Rồi, bộ wick phải quá. Đỏ luôn tí chít. Rồi, bộ đỏ luôn. Ôi, lại nặng. Chappie Bunny. Bây giờ sao chung khách vẫn mạnh hơn. Nếu ra kêu thì phải xoay sao chung khách thôi. Biết sao giờ mình muốn chơi kêu hơn. Team mình vào thể quý tộc quá đẹp rồi các bạn. Mình lấy Garen thôi cũng được. Mình chả cần gì ngoài Garen. Các bạn mà cho mình là xong. Evelyn này. Rồi ngon. Tự nhiên mình lòi lên đứng đầu ạ, phải cả đái. Gió bụi tai làm anh ơi á. À quạt đâu? Đây anh còn ngửa này mới bị à, đúng không? Phải đái rồi này. Thiếu con sen nữa sau kiếm khách à. Búp đồ Raven bắn được. Dựng thành 5 kiếm khách các bạn ạ. Ảo thật, chơi từ team này lọ team mọ team kia. Đúng bó tay. Cú xoay team liệu có làm mạnh lo lắng. À, không sợ thua mà này bĩnh rồi. Một cú xoay từ team này sang team kia ấy. Cú xoay vãi nồi. Fiora có quỷ tộc chặn mắc phê được không ạ? Thôi không ạ, không sao. Chúng ta có lẽ đầu tư bình nghiệp lớn mà. Nhanh tanh của chúng ta lên rồi. Chúng ta cần có nó, chúng ta bán thôi. Có nhiều lúc chúng ta cần là chúng ta bán rồi à. Bây giờ nó không độ chúng ta rồi thì chúng ta chờ nó độ chúng ta làm gì, đúng không? Nếu bây giờ mà nó ra con kêu á thì mình sẽ vứt con Vayne này vào là mình vẫn đủ 6 quý tộc. Mình cho Raven làm đam chính luôn. Mình bỏ bớt Gangplank, Aatrox các thứ đi lo cái gì, đúng không? Mình bỏ Gangplank, Aatrox đi, mình vẫn còn đủ slot này 1 2 3 4 này, 5 này với con kêu là 6 và vẫn có 3 kiếm khách, Yasuo vẫn kinh. Bây giờ mình cần kiếm sen thôi, là mình có 6 kiếm khách rồi. Đấy, cho này xuống thấp thì nữa được. Mình nên cho thấp xuống một hàng nữa mới đúng. Mình không nên để cao như thế này. Để cao này bĩnh lắm. Rồi,
bắn vào Kiên kia chắc chết con mẹ luôn rồi. Đây vẫn là chết rồi. Biết ngay. Không sao, còn Lucian nữa. Team mình đâu phải là một đam. Team mình có nhiều đam mà. Trời ơi, đùa. Nhặt đế chế phòng đi anh ơi á. Ô em ạ, con đế chế đấy lở mà anh không muốn nhặt. Đế chế khác thì anh nhặt à? Trời ơi, con này thì mẹ. Đứng solo cái một luôn ấy. Cút ra cho đứng solo chúng mày. Cút, để im đứng solo. À, đứng khỏe vậy nồi. Thiếu sen, thiếu kêu. Này, đế chế này, bỏ thôi. Thiếu sen, thiếu kêu. Một là sen, hai là kêu, định hình được team luôn. Đẹp phải. Nếu bây giờ ra sen ý, thì mình bỏ luôn cả Lucian đi. Bỏ luôn Lucian đi. Mình lấy đồ, mình búp cho đấm carry. Quỷ thứ môi lô cho gì hả các bạn? Cho đấm luôn. Ui, em được cống hiến lên 3 này. Tin nổi không anh ấy? Tin nổi đấm không? Còn nó còn bleed không ta? À thằng này còn bleed. À, nó kêu rồi. Hết tuần này mình 55 máu cơ, bình tĩnh, mình bán con Vayne đi, không mình ngồi chờ thở. Quay một phát này. Ui, lốc cái này mà quỷ thư đốt thì vãi nồi ạ. Con Raven lại bắn vào giáp gai rồi. Rồi, chịu rồi. King Dragon này khỏe. Bài nó bốn cung thủ, đam nó khỏe. Đam nó nhiều á. Mình không đủ quý tộc, mình không đương cự là nó. Tôi này mình còn 36 máu, mình phải roll thôi. The dark should fear me. Mua mấy con 2 tiền về. Trời ơi. Anh ở đầu sông, em cuối sông bắn nhau à. King Raiden này nó có Swain phải quá. Bỏ con Braum à. Anh Tank. Hết tuần này đi chợ ông về tính. Bết kéo ra. Hai con này bết kéo ra. Đấy, xếp như thế nào? Không kéo được con Raven của mình đâu. Rồi, sao rất đẹp rồi. Đứng. Rồi, đứng cầm được kia đồ, đứng carry rồi. Ôi, khó quá. Khó quá. Bắn. Rồi. Chắc bi bunny này đọa đam vẫn chưa lại mình. Trời, đậu xanh nhất định là đến chết nó cũng không cho mình được con này á. Đến chết nó cũng không cho mình được con kêu ạ. Vãi cả nồi. Lấy thêm cái đai lưng cho đấng nhiều máu ấy. Đai lưng đừng có nhiều máu tí. Cảm ơn Nobit Mona nha.
Chín trời vãi nồi, Ron không thể ra được kêu. Chín trời thực sự chứ. Mình không thể Ron ra được kêu này, đùa dỗi thật. À, này bắn hết luôn. À, đụng sau kiếm khách có khác Raven như bố người ta vậy. Không Ron ra được kêu. Đấy thì hả? Thì mình cũng chưa có cung gỗ mà các bạn. Lấy đâu có cung gỗ bây giờ. Không ra kêu luôn. Ôi, cái này kéo mẹ Yasuo của mình mất. Ôi, chết rồi, đứng đang bếp đàn tốt. Chết rồi. Đừng biết ra mình có bản thua rồi. Thắng rồi không? À, tại đôi Raven kìa. Raven kìa, đùa. Raven phũ vãi rồi. Raven phũ vãi. Đến chết nó không cho mình ấy luôn các bạn ạ. Đến chết nó vẫn không cho mình ui kiếm khách. Nó Lucian thì kiếm khách luôn. Thế là bỏ được con Sen ra, con Sen hơi lở. Cho con Garen vào. Lucian kiếm khách nó đốt cái bùa đỏ cho kinh. Cho lại là con Garen vào sân thay cho con Sen. Ờ vẫn đủ sáu kiếm khách cơ. Ờ đẹp. Đẹp luôn các bạn ơi. Lượm luôn. Ôi nãy giờ mua ganh tanh, ganh tanh 3 rồi. Chết nó ông già kiểu. Còn kéo hai bên mày đóng cẩn quá. Tháo luôn. Ui đấng ơi, đấng ơi, đấng cân hết. À đấng khỏe thật, sức mạnh đấng kinh vãi rồi. Kêu đến chết nó không ra này. Bây giờ các bạn hỏi mình không biết phải làm như nào bây giờ. Các bạn biết mình đã roll bao nhiêu tiền không? Mình phải roll đến 80 tiền rồi. 80 tiền rồi không ra được con kêu các bạn ạ. Là 80 tiền đấy. Mày con bro mày không cầm dắp gai. Ồ, nhà tù đứng góc này đẹp quá. Lao vào chọc lốc một phát lốc hết luôn. Ôi lốc đẹp rồi. Ôi dồi lốc 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Má lốc thế mà không gánh được nữa thì thôi đấy. Thôi đừng bó tay rồi, đừng bó tay rồi. Team quá nặng, team quá ngu. Còn máy quá vẫn gánh được. Ôi tí thua. Đợi như nào, lên level hay như nào. Quay về chơi 3 kiếm. Bên vào đây, bên vào đây. Rồi, con tiểu khí tốc và mướt mượt mượt ngay. Trời ơi, có quý tộc các bạn ơi, nó là tàn sát thật. Quý tộc nó vẫn là một cái đẳng cấp hoàn toàn khác, các bạn hiểu không?
đấy lý do tại sao kể cả là con kêu một mình vẫn phải cho vào, được chưa? Các bạn ok với cả phương án xoay bài của anh Mèo chưa? Ok, đúng rồi, đấy như thế là mapping rồi các bạn ạ, không còn cách nào hay hơn cả. Chúng ta phải chơi, phải xoay ngay lập tức sang con kêu. Lúc mà chúng ta về đành phải bỏ kiếm khách đi thôi. Kinh vãi nồi.